vẫn còn nũng nịu, Phi Nhung vẫn còn nũng nịu và Phi Nhung nhảy lên đặt đòi Mạnh Quỳnh cưới. Tôi đọc cái tờ báo mà tôi cũng xỉu luôn vậy đó. Người biết là Mạnh Quỳnh Phi Nhung á, những cặp song ca khác có biết là trước khi mà lên sân khấu với nhau á, tập ngày tập đêm, ông phải nói như vậy, tôi phải nói như vậy mới hợp nhau. Mạnh Quỳnh á, quý vị biết là kể cả tên Thúy Nga cũng vậy, hai đứa không bao giờ có một cái gì mà tập thành thức, lên sân khấu cái là đụng cái gì nói nấy. Đó là chính vì như vậy mà cái tự nhiên á mà được quý vị yêu thích. Thực ra là mình đôi khi mình làm cái gì mà mình sắp xếp đó quý vị, đôi khi nó bị bài bản lắm, cho nên là mình cứ thích cái gì mình nói cái nấy. Từ khán giả của Mạnh Quỳnh Phi Nhung là khán giả rất là gần gũi, cho nên đây đây để bây giờ tôi nói thiệt cho mấy chục năm, bây giờ tôi mới nói thẳng ra luôn cho ông nghe nè, nói cho khán giả biết luôn á, tại khán giả hôm nay dễ thương quá, tôi nói đây thì cho đàn em nó cũng biết về cái tính của ông luôn. Tính Mạnh Quỳnh nó rất là gọi phải nói là hay tự ái, và cái tôi Mạnh Quỳnh rất là cao, mà khi làm cải lương mà Lương Sơn Bá, Chấp Anh Đài hay Lan Và Điệp thì á, hai đứa thiếu điền nhau quýt lộn chưa bể mặt thôi. Em nói thiệt luôn, trời, em bắt ổng diễn như là ổng giống như là bị ép đó. Ổng nói là tại sao ổng biết hát cải lương mà ổng là thầy của mình mà tại sao mình bắt ổng diễn, thì ổng diễn không ra, ổng hát hay nhưng mà ổng diễn không ra, còn tôi hát dở tôi diễn ra thì ổng phải theo tôi, đúng không? Nhung thì theo ổng hát thì ổng phải theo Nhung diễn chứ, đúng không quý vị? Mình em diễn em chết, lúc em chết đó là con Lan nó chết là ổng cứ Lan mà em phải tức quá em phải ngồi dậy em nói là Lan ơi, ổng phải diễn như vậy cho tôi, xong cái em nằm xuống lại em chết lại, cái ổng cứ Lan ơi Lan, cái lời tôi diễn không được mấy lần như vậy đó, em rất là giận. Cái Lương Sơn Bá chết như vậy nữa, Lương Sơn Bá học báo, học báo Lương Sơn Bá học báo chết. Xong cái chết mà chết người ta nói nó chết như vậy, ổng chứ máu ở đâu lòi ra, em ở trong này, em ở trong cái khán đài tức quá, em chạy ra em đổ máu vô trong miệng ổng, em kêu ói ra máu, tức quá cái ổng diễn tiền luôn. Sao tự nhiên nhắc chuyện xưa vậy? Tại tức quá mà, ổng tức em đổ máu vô trong no, cười nhất là lúc mà là Lan chết đó quý vị. Phi Nhung nằm trên là chết thì mình đẹp mình phải gào thét lên. Tự nhiên mình quỳnh cứ nói Lan ơi đừng bỏ Lan. Cái giọng người đó phải như đàn ông bây giờ đâu. Giọng người đó mỏng chánh rồi giống VD vậy. Lan ơi. Làm sao mà em chết cũng không yên nữa, em ngồi vậy em nói là ông phải dịnh dai tôi mà nói, Lan ơi xin dậy cho tỉnh dậy cho anh đi Lan ơi. Không, Lan ơi, mấy lần như vậy em tức quá, không còn diễn ra ngày sau diễn. Đó là những cái mà phải nói là Phi Nhung với Mạnh Quỳnh mà có cái sản phẩm Lan Và Điệp hay là Hải Âu Vi Sứ là chúng em phải nói là đổ máu mà quýt lộn chứ điều mà nó chưa giết đâu. Nó rất là nhiều cái kỷ niệm quý vị. Hôm nay em nói hết ra luôn cho ông chồng. Giờ chồng không biết được là tôi để em bụng nhiều lắm luôn á. Mình á, mình không biết hát cái lương, mình có giọng nhưng mà không biết hát. Ổng dạy mình hát thì mình hát theo ổng, không có được sai một chữ nào. Ổng rất là khó, khi mà sai một chữ ổng một nốt ổng cũng không bỏ qua. Thành ra mình cũng phải theo thầy, mình cũng phải làm. Thì bây giờ ổng diễn, ổng cứ tập trung, ổng hát không, ổng không có diễn. Thì em diễn được thì em chỉ thì không làm. Tức quá lấy máu đổ vô. Đổ vô xong em đi. Ổng tức quá ổng. Ổng nói cái gì, chút bánh đây. Thế là máu trào ra. Chuyện bây giờ mới kể hả? Chuyện bây giờ mới thôi, quý vị biết mốt để thì nào Mạnh Quỳnh retire, Mạnh Quỳnh về hưu rồi đó, Mạnh Quỳnh sẽ viết một cuốn sách về Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Còn cái này nữa, lúc mà đóng Hải Âu Vi Sứ lúc đó em chưa có, phải nói là em là chỉ có học lỡm mấy anh đàn chị coi trên phim thôi, chứ không có phải là mình là được đi học, được học trò giống như là những người khác. Thì khi mà diễn mà đánh nó nhau á, thì là nếu mà có nghề á là đánh thật, là chúng đánh dây cái là mình đã đâu ra ngoài kia đúng không? Thì chúng đánh thì chú Ngạn không dám hỏi ổng á là cái câu nào mà cháu tâm đắc nhất, thì ổng nói lại câu mà có người yêu ổng nói ổng thương Nhung nhưng mà anh lại đi yêu người khác. Thì em mới tức quá, ủa anh thương tôi tại sao anh đi yêu người khác, em đắc cái bếp gãy cái răng. Mà ổng không nói gãy răng, để vô trong ổng nó mà đánh tôi gãy răng rồi. Nhưng mà nếu mà có nghề á là khi mà Nhung nói như vậy á là Nhung bỏ cái này xuống đi thì tôi chỉ cho
vậy. Còn việc để im cho em tát thì biết là quay tình thương là quay live với quý vị khán giả ngồi như vậy nè, mà có một số khán giả đứng ngồi dưới thấy là cái răng mình rớt ra luôn á. Nó rớt răng thì nó không đúng, nhau mẻ thôi. Mẻ bây giờ nè, cứ mỗi bây giờ cứ cách một năm là mình phải đi trở lại trám một lần. Một lần vậy là 2,000 đô trả lại đây, mười mấy năm rồi. Không, nói nhưng mà bây giờ giờ đóng lại đi, nhưng đóng đó là đẳng cấp. Không có tát nữa. Thiệt, bây giờ là chị rất là đẳng cấp luôn, chị không có tát thêm nữa đâu. Đời em chỉ dạy có một lần. Và lần đó là bây giờ là mỗi năm là 2,000. Đi chăm răng. Ok, hát đi nhé, đi. Không, sao này làm gì mà tự nhiên nói dữ vậy? Tại vì xúc động nhiều quá, cái tự nhiên ở đâu đó nó trào ra. Em mét cho khán giả chứ em giữ trong lòng nhiều quá, nó nặng. Tại vì khán giả bữa nay dễ thương, em nói ra hết luôn cho mọi người biết luôn. Anh còn nhiều chuyện xấu lắm. Để em hẹn tiệc tập, bữa nay là mới tập 1 coi, bữa nào em hẹn tập 2 nha má. Tập 2 là 2. Mẹ em má tập 2 nha. Tập 2 con nói tiểu sử của ổng cho mình. Tiểu sử hồi nhỏ không đi hát chung với con hai đứa, nhưng mà thôi ngưng đi hát đi cái đã, chứ cho con lỡ miệng con kể ra hết. Các bạn gì vậy? Vậy một bài nữa đi ha. Rồi cho khán giả nghe. Nãy mình Quỳnh chọn thì Thúy Nhung chọn.